Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia. Chúng ta sẽ lên trao biểu trưng và tặng hoa cho 33 doanh nghiệp còn lại được vinh danh trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc mừng Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam với thương hiệu Việt Travel. Sau 23 năm hình thành và phát triển, công ty luôn đặt chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, liên tục đưa ra những ý tưởng mới để ngày càng phục vụ tốt hơn.